chào quý anh chị nha. Hiện tại thì em đang ở chi nhánh 1 cửa hàng Honda Giáp Bình Dương, ngay tại vòng xoay An Phú, thành phố Từ An, tỉnh Bình Dương nha. Và ngày hôm nay thì em giao hai chiếc, một chiếc DD đỏ. Chiếc này thì giá là 220 triệu ha, xe cọp của bên em luôn. Còn ở trên đây là một chiếc zin toàn tập luôn, chiếc Kim Thái đời 97 ha. Xe này zin toàn tập luôn. Chiếc này là 285 triệu. Đấy, mình giao cho khách luôn, ra hai vị khách này ở Sài Gòn ha. Đó, mình giao hai chiếc luôn. Đây. Chiếc Kim Thái ha. Em nữa. Thì đối với anh chị nào mà thích những dòng xe này thì cứ liên hệ với số phận của bên em thì em sẽ tư vấn cho quý anh chị ha. Cũng đây đang mang lên xe để mình giao cho khách luôn. Xe này thì bên em sẽ bao quốc hồ sơ ha. Đấy, gai biển số toàn quốc luôn. Anh chị nào mà ở tỉnh nào thì bên em cũng có thể ra biển số được hết luôn và giao tặng nhà cho mình. Nói chung thì bên em thì đối với những dòng xe này thì có rất là nhiều mức giá ha, tùy theo cái chất lượng xe cũng như là cái đời xe cũng như là về cái mức độ đẹp, mức độ zin của xe thì với mức giá sẽ khác nhau. Đối với những dòng Kim Thái như thế này mà zin toàn tập, zin từ A đến Z luôn á, thì giá trung bình khoảng 200 hơn đến 300 triệu. Còn đối với xe mà xe suốt lại dàn chân á thì trung bình khoảng 100 hơn thôi, 100 trung bình khoảng 150, 170 thôi. Còn mấy chiếc DD đỏ như thế này là chiếc nó kiểu như là mình làm lại mới nhưng mà theo dạng zin nha, zin hoàn toàn luôn. Giá thì khá là cao, 220 triệu một chiếc. Thì hôm bữa em cũng đã giao một chiếc ở Hải Phòng rồi, nhưng quý anh chị nào cũng có theo dõi thì cũng biết rồi đó. Đấy. Rồi bây giờ thì đang gàn xe lại và mình giao cho khách luôn. Đấy. Rồi cửa hàng bên em là ở ngay tại vòng xoay An Phú ha. Đấy, thì cửa hàng Giáp Bình Dương, cạnh bên có cái gian hàng là xe cổ mô tô Bình Dương ha. Rồi lại đây thì em sẽ tư vấn cho anh chị. Rồi cảm ơn quý anh chị nha. Anh chị nào còn yêu thích những dòng xe cổ thì cứ liên hệ với số điện thoại của em là 0888 848 468, thì em sẽ tư vấn cụ thể hơn, chi tiết hơn cho quý anh chị nha. Xin hẹn anh chị vào những video sau nha. Em xin cảm ơn.